11 giờ đêm nhá. Con chim trống này nó có chim mồi. Đó, ok. Quý vị và các bạn muốn giao lưu về chim cu gáy thì mình tự giới thiệu, mình là Thao, chim cu gáy ngoài miền Bắc. Mình số điện thoại của mình là 0163 5305 982. Đây là 10 giờ đêm, mình bật đèn flash lên dí sát vào con chim này là nó vẫn chơi.